Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách nhân bản website phụ kiện giá rẻ này sang một cái website của bạn. Đây, các bạn có thể theo dõi cái website phụ kiện giá rẻ. Ok, cái web này đã có đầy đủ các sản phẩm, các bài viết, các thông tin. Bây giờ các bạn chỉ cần nhân bản cái website này về, sau đó các bạn sửa lại một số cái thông tin cá nhân của bạn là các bạn có thể sử dụng được rồi, đúng không ạ? Đấy, vô cùng tuyệt vời. Thì trước khi các bạn muốn nhân bản website này thì các bạn cần phải có một số cái nguyên liệu, đúng không ạ? Đầu tiên đó là cái file dữ liệu của website phụ kiện giá rẻ. Tiếp theo là các bạn cần phải có một cái plugin để giúp chúng ta nhân bản. Thì ngay bây giờ cái video này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm từ A tới Z. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Ok, bước đầu tiên các bạn cần phải truy cập vào một cái đường link, đúng không ạ? Thì cái đường link này được giữ bí mật. Khi bạn tham gia cái cộng đồng của Foreign Center thì chúng tôi bật mí thôi. Các bạn liên hệ với ban quản trị admin. Thì cái đường link để liên hệ thì tôi sẽ đặt ở dưới cái video này. Các bạn phải trở thành cái thành viên của cộng đồng Foreign Center thì các bạn mới được nhân bản cái website này, đúng không ạ? Thì ở đây sẽ có hai file mà các bạn cần phải tải về. Ok, nhân bản này, cái file nhân bản đây, cái file dữ liệu đây và cái file plugin để giúp chúng ta nhân bản một cách đơn giản. Rồi, tôi sẽ tiến hành tải xuống. Ok, tôi nhắc lại, cái đường link này sẽ được Foreign Center cung cấp cho bạn khi bạn tham gia cộng đồng Foreign Center, đúng không ạ? Cái phần này sẽ không công khai. Tôi đang tiến hành tải cái file này về, thì các bạn chờ một chút. Ok, trong khi cái file này được tải về thì tôi sẽ tiến hành truy cập vào cái trang quản trị của website mà tôi muốn nhân bản, đúng không ạ? Đây là cái website tôi muốn nhân bản đây. Rồi, đầu tiên thì bạn cần phải cài một cái plugin cho tôi. Bước đầu tiên bạn vào đây, các bạn cài đặt một cái plugin có tên gọi là All in One, đúng không ạ? Plugin All in One. Đây là một cái plugin sẽ giúp chúng ta có thể nhân bản được website, đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ click vào đây để cài đặt. Rồi, activate. Ok, cài đặt thành công rồi, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái file tải. Ok, nó đang tải về đây. Sau khi tải về thì chúng ta sẽ tiến hành mở cái file này lên để giải nén, đúng không ạ? Tôi chờ nó tải về và tôi sẽ tiến hành giải nén ra. Ok, cái file này đã được tải về rồi thì tôi sẽ tiến hành truy cập vào cái file này. Rồi, tôi sẽ tiến hành giải nén, đúng không ạ? Click chuột phải này, click vô Extract to VIP file. Rồi, ok. Ở đây sẽ có cái file plugin này, đúng không ạ? Plugin gia tăng dung lượng đăng tải. Thì cái này là một cái plugin sẽ giúp chúng ta gia tăng dung lượng đăng tải. Thông thường nếu như bạn cài đặt cái plugin vừa xong chúng ta cài đặt đấy, All in One này thì nó chỉ cho chúng ta tải lên khoảng 32MB thôi, đúng không ạ? Nếu như chúng ta cài thêm cái plugin này nữa. Đây, cái plugin này, các bạn sẽ tải thêm cái plugin này lên thì nó sẽ giúp chúng ta tăng đến 512MB. Điều đó vô cùng tuyệt vời. Rồi, tôi sẽ tiến hành cài đặt nhé. Rồi, click vào cài mới. Rồi, tải plugin lên. Lựa chọn cái tập tin. Rồi, chúng ta vừa mới giải nén ra, đúng không ạ? File như bản phụ kiện đây. Rồi, chúng ta click vô cái plugin gia tăng dung lượng này. Rồi, cài đặt. Rồi, kích hoạt plugin thì chúng ta sẽ được nâng cái dung lượng tải lên đến 512MB. Nếu như bạn không tải plugin này thì bạn chỉ được sử dụng mặc định là 32MB, đúng không ạ? Rồi, ok. Bước tiếp theo thì chúng ta click vô đây,
sau khi cài đặt xong rồi thì chúng ta sẽ click vào đây, click vào nhập đúng không ạ? Rồi ở đây chúng ta sẽ click vào nhập từ tập tin đúng không ạ? Rồi chúng ta quay trở lại thôi, cái file lúc nãy file nhân bản phụ kiện web đây, các bạn click vào để nhập lên đúng không ạ? Đấy, nó đang tiến hành tải lên. Sau một thời gian rất ngắn thôi thì các bạn sẽ có một cái web như thế này. Đó. Ok. Rồi bây giờ bạn tiến hành đi đâu đó pha một ly trà uống đúng không? Chờ cái file nó tải lên thành công rồi chúng ta sẽ click một vài bước kích hoạt thôi là chúng ta sẽ có một cái website giống như demo rồi. Ok, trong cái quá trình mà file nó đang tải lên thì tôi sẽ tổng hợp cho bạn cái quy trình đúng không? Quy trình nhân bản. Thì đầu tiên là bạn phải có một cái website WordPress đã đúng không ạ? Chắc chắn rồi. Bước 1 bạn cần phải chuẩn bị một website. Bước 1 bạn cần chuẩn bị một cái website WordPress. Và các bạn truy cập vào trang quản trị. Bước 2, bạn cần phải tải file nhân bản về, tải tài nguyên. Bước 3 là tiến hành cài plugin đúng không ạ? Cài plugin all in one và plugin tăng dung lượng. Tải lên. Rồi, bước 4. Rồi, bước 4. Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Rồi, vô cùng đơn giản. Rồi, một cái bước nữa mà các bạn cần phải tiến hành đó chính là đổi thông tin đăng nhập trên Synpanel. Thì cái video này tôi sẽ gửi cho bạn trong cái file này luôn. Các bạn mở cái file này lên nhé. Sau khi các bạn tải cái file tài nguyên đúng không ạ? Sau khi các bạn tải cái file tài nguyên thì các bạn mở cái file này lên thì tôi sẽ cung cấp cho bạn cái video hướng dẫn thay đổi thông tin đăng nhập trên cPanel ở cái file này luôn. Đó, thì các bạn có thể sử dụng cái video đấy để các bạn tiến hành thay đổi thông tin đăng nhập. Rồi, ok. Cái file này tải nhanh hay chậm là do tốc độ mạng của bạn đúng không ạ? Nếu tốc độ mạng nhanh thì các bạn sẽ tải lên rất là nhanh. Bởi vì kích thước của cái file này nó chỉ khoảng trên 200MB thôi, vô cùng là nhỏ đúng không ạ? Ok, chúng ta chờ một chút để file nó tải lên. Thì các bạn lưu ý này, sau khi cái file này tải lên đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải thay đổi thông tin đăng nhập trên cPanel thì chúng ta mới có thể đăng nhập vào website để quản trị được. Thì đây tôi sẽ mở lên đúng không ạ? For Center đi. Sorry. Tôi sẽ mở kênh YouTube lên. Các bạn gõ vào For Center đúng không ạ? Yên tâm là cái đường link này thì tôi sẽ đưa vào cái file hướng dẫn luôn nên các bạn yên tâm. Đây là cái video mà các bạn cần phải theo dõi hướng dẫn thay đổi thông tin đăng nhập sau khi nhập bản website thì các bạn mới truy cập được vào, không là các bạn không truy cập được đâu đúng không ạ? Đây cái video này đúng không ạ? Các bạn có thể search hoặc là các bạn có thể click vào cái đường link mà tôi đưa vào cái file hướng dẫn này luôn, quy trình nhân bản này đúng không ạ? Bước 1 đây,
Bước 2, bước 3 tiến hành cài đặt. Bước 5 thay đổi thông tin trên cPanel. Nếu như các bạn không thay đổi thì các bạn không bao giờ đăng nhập được vào và không quản trị được website. Đó, thì cái bước này rất là quan trọng, các bạn cần phải lưu ý, đúng không ạ? Ok, gần xong rồi các bạn. Với cách này thì các bạn hoàn toàn có thể nhân bản được bất kỳ cái web nào, đúng không ạ? Với điều kiện là bạn cần phải có cái file nhân bản, cái file data của cái website mà bạn muốn nhân bản. Đấy, thì các bạn có thể với cái plugin này các bạn có thể tải, đúng không ạ? Thì ở đây nó báo là không thể nhập, đơn giản thì chúng ta click vào đây để cập nhật lại plugin thôi. Đây, cái plugin này chúng ta cần phải nâng cấp, thì các bạn cần phải nâng cấp nhé. Rồi, sau khi nâng cấp xong thì chúng ta sẽ làm tương tự. Rồi, nhập. Đấy, nếu như chúng ta muốn xuất file ra thì chúng ta click vào đây để xuất. Đó. Xuất ra. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành nhập. Đây, nhập. Rồi, click vào nhập. Rồi, chúng ta chịu khó chờ một chút nữa, được không ạ? Chịu khó chờ một chút nữa. Bởi vì á, cái file tăng dung lượng tải lên trong cái lúc mà tôi hướng dẫn bạn thì nó sẽ hoạt động rất là bình thường. Tuy nhiên một cái thời gian mà đến lúc bạn tải thì nó có thể nó update rồi, thì các bạn cần phải update lên, đúng không ạ? Các bạn cần phải nâng cấp lên. Bởi vì chúng ta không phải là cùng một thời gian chúng ta sử dụng mà chúng ta khác thời gian mà, đúng không ạ? Có thể là cái lúc mà tôi đang hướng dẫn bạn thì có thể là hoạt động rất là trơn tru. Tuy nhiên khi mà đến tay các bạn rồi, các bạn xem được cái video này rồi thì nó bắt nâng cấp thì các bạn nâng cấp thôi, không có gì cả, đúng không ạ? Đơn giản là chúng ta làm với cách này thì nó rất là nhanh, cực kỳ nhanh để có một website giống y như thế này. Ok, tuyệt đẹp, chất lượng rất tuyệt vời. Các bạn click vào mua hàng này. Đấy, cái giỏ hàng quay quay đúng không ạ? Bởi vì chúng ta vừa tải lên, chúng ta vừa tiến hành test thử này nên thành ra nó hơi lâu, đúng không ạ? Rồi, chúng ta click xem giỏ hàng. Đấy, rất chuyên nghiệp. Đấy, đúng không ạ? Tuyệt vời không? Rồi, tiến hành thanh toán. Đấy. Đấy, yên tâm, cái website này tôi đã tối ưu tất cả mọi thứ rồi, các bạn chỉ sử dụng thôi. Quá tuyệt vời, đúng không ạ? Ok, tôi thì tôi chẳng muốn mua, đúng không ạ? Quay trở lại cửa hàng. Đấy, yên tâm, đúng không ạ? Là các bạn chỉ cần đâu đó khoảng 15-20 phút thôi là các bạn có một cái web rất là tuyệt vời rồi. Y như thế này, tuyệt vời, đúng không ạ? Ok. Ok, nó đang tiến hành cài đặt, đúng không ạ? Chỉ một chút nữa thôi thì các bạn sẽ xem thành quả. Vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ? Tôi nhắc lại là để có cái file này, đúng không ạ? Cái file nhân bản này thì các bạn buộc phải là thành viên của Forex Center. Cái file này sẽ không công khai, đúng không ạ? Khi mà các bạn liên hệ với chúng tôi thì tôi sẽ tiến hành cung cấp cái đường link tại cái file nhân bản này cho bạn. Và cái đường link để các bạn liên hệ thì tôi sẽ để ở dưới cái video này. Ok, sắp hoàn thành rồi bạn. Do đường truyền nó đường truyền mạng, đúng không ạ, nó hơi chậm một chút nên thành ra nó khá là lâu, chứ thông thường thì chúng ta chỉ trong vòng đâu đó 15-20 phút là chúng ta có thể hoàn thành một cái website giống như thế này, đúng không ạ? Đây, rất là hoàn thiện như thế này đây. Rồi, ok, bây giờ các bạn tiến hành click vào hoàn tất, rồi chúng ta cùng xem thành quả. Đấy, đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Đấy, các
các bạn có thể thấy website này giống y như website này đúng không ạ? Ok, công việc bây giờ của bạn đó chính là vào trong cPanel để tiến hành thay đổi thông tin đăng nhập. Rồi cái view này thì tôi sẽ để ở dưới cái view này luôn, cũng như là tôi sẽ để trong cái file này để các bạn tiện theo dõi đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn thành công.